Vâng, Thành Trung mến chào quý ông bà, cô bác, quý vị khán giả, quý Phật tử gần xa đang theo dõi trên kênh của Thành Trung. Thì hiện tại bây giờ Thành Trung đang có mặt tại nhà văn hóa trung tâm thôn Làng Nũ cả nhà. Thì phía trong đây thì đang còn rất nhiều những cái quan tài đang chờ những nạn nhân đó cả nhà. Thì phía dưới suối trước mặt thôn Làng Nũ thì lực lượng bộ đội vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân. Xem là phía dưới đây cả nhà. Đó, đang tìm kiếm những nạn nhân còn coi như là vùi lấp ở phía dưới những cái lớp bùn đất. Giờ là máy cuốc này, rồi lực lượng bộ đội thì vẫn đang tìm kiếm. Bữa nay thì không thấy chó nghiệp vụ ở đâu cả nhà. Thì Thành Trung sẽ chia sẻ những cái thông tin mới nhất, những nạn nhân tìm kiếm cho cả nhà mình được theo dõi. Và sau đó thì Thành Trung sẽ di chuyển vào phía bên trong để có thể là gặp bên phía lãnh đạo thôn, xem là ở đây còn bao nhiêu người còn sống sót, và những người mà coi như mất hết nhà cửa thì còn bao nhiêu. Thì khi đó là Thành Trung sẽ hỗ trợ những người mà đang còn sống, hiện tại bây giờ là mất nhà, mất cửa, mất người thân và đang tá túc tại trong cái nhà văn hóa đó cả nhà. Đây thì đang có rất nhiều người đang chờ đợi để mong sao tìm kiếm được thi thể người thân đó cả nhà. Phía dưới thì máy cuốc, xe cơ giới đang làm việc. Còn ở đây thì đang còn rất nhiều những cái áo quan này cả nhà. Đó, đang rất nhiều những áo quan chờ đợi những nạn nhân mà chưa tìm thấy, đang vùi lấp dưới lớp đất đá. Thì lực lượng bộ đội công an ở đây thì cũng làm việc nói chung là cật lực để mong sao mà tìm kiếm được những nạn nhân đang vùi lấp ở cả nhà. Thì ở đây là có ba máy xe cơ giới đang bơi những lớp bùn đất để mong sao mà tìm kiếm được những nạn nhân còn lại. Thì theo như quan sát thì ở trên thượng nguồn á, ở trung tâm của ngôi làng á, thì bây giờ là không còn người tìm kiếm mà chủ yếu là tìm kiếm ở dưới hạ nguồn đấy cả nhà. Dùng xe cơ giới để tìm kiếm. Chút xíu nữa thì Thành Trung sẽ di chuyển vào phía bên trong của làng văn hóa ha, để gặp những nạn nhân còn sống sót sau cái trận lũ vừa rồi. Thì như cả nhà mình cũng được biết thì ngày hôm qua thì Thành Trung cũng đã hỗ trợ 40 triệu cho 8 nạn nhân đang nằm viện điều trị sau cái cơn lũ quét. Thì giờ ở trong đây thì cũng đang còn rất là nhiều hộ là mất nhà, mất cửa, mất người thân. Thì cũng đang tá túc tại cái nhà văn hóa thôn nữa cả nhà. Đây thì máy cuốc đang làm việc. Rồi, lực lượng bộ đội thì bữa nay là cho nghiệp vụ là chắc là cho nghỉ rồi đó cả nhà. Người thân đang đứng trông chờ.
quá là tang thương cả nhà. Cầu mong sao mà những thi thể xấu số không sống khôn thác thiên coi như chỉ để cho các chú bộ đội để tìm thấy thi thể để lo hậu sự nha cả nhà. Có mấy gia đình là bị xóa sổ hoàn toàn. Giờ ví dụ như mà có tìm thấy thi thể rồi không biết là ai đứng ra để mà nhận người thân nữa đó cả nhà. Rất là đáng sợ sau cái trận lũ quét mà chưa từng có ở trong lịch sử. Không biết bao nhiêu là lớp đất. Ở kia trước kia có thấy có máy cuốc là có nhiều cũng bị vùi lấp luôn. Đây là những lớp áo quan đang chờ những nạn nhân đây cả nhà. Đang còn quá là nhiều. Sáng nay là nghe đâu là còn là mấy người, đúng không? Ở trong đây thì có điểm hỗ trợ những nạn nhân đây cả nhà. Là người lãnh đạo mà nắm được cái thông tin những cái nạn nhân mà trong làng á, mà đang sống sót á. Chị dẫn em hộ em cả. Để vô tìm lãnh đạo ha, để mình giúp đỡ những cái nạn nhân mà đang còn sống sót. Là cái danh sách á, danh sách mà những người mà còn sống sót á. Ở đây. Chị đây là bên bên gì? Em là bên trưởng khu dân cư ở đây ạ. Vâng ạ. Giờ chị có cái danh sách mà những người mà còn sống sót không? Để em hỗ trợ trực tiếp. Danh sách có đây, đây những người đây là còn sống sót đây, trong đấy là sống sót đây này. Dạ. Yeah. Là bao nhiêu người á? Có cần điều gió hả? Có đâu kinh nghiệm chung lọ. Dạ có con nhất là con gió. Dạ con nhất kia. Cái gì cô phát giúp con nhé, cho những anh. Rồi, cô cảm ơn nhé. Dạ, dạ,
bây giờ có tổng hợp với đấy, bây giờ đã định thế là họ ở đây rồi, có danh sách những hộ nào, những hộ chết gần, những hộ còn sống ở đây rồi. Dạ. Cô sẽ đọc tên danh sách là sẽ có. Vâng. Làm có biết dạ. đâu là nếu mà cháu phát tiền đúng không? Vâng đúng rồi. Thì có đọc có đâu là cháu phát đấy. Bây giờ dạ. nhà thì này. Phát bằng nào là do con cháu thôi. Vâng cô vâng. Cô sẽ đọc danh sách. Thì chờ cô cho con cái danh sách là bao nhiêu người để con có thể là phân bổ cái số tiền cho nó hợp lý. 39 hộ, bây giờ không cho người đâu, phát cho hộ thôi. Ví dụ người ta chỉ có một người đấy, người ta chỉ còn một người thôi. Những cái hộ đấy người ta chỉ còn những 2-3 người, người chỉ chết một người thôi. À. Chết là người bây giờ trên này là các thị trường về là chỉ phát cho hộ. Xong còn những cái đối tượng nào, gia đình nào mà chết nhiều người quá thì lúc đấy người ta sẽ lại phát tiếp. Những danh sách ai, ví dụ nhà nó mất 5 người chẳng hạn, mất 4 người chẳng hạn, mất 6 người chẳng hạn. Yeah. Thì chắc lọc cái danh sách ra thì là mới có. Chứ bây giờ bảo cô tổng kết lại, cô không thể tổng kết được. À. Cô rất là nhiều việc nên các cháu thông cảm. Dạ, những cháu thì cô chỉ hỗ trợ được một cháu là như thế thôi. Vâng, vâng. Gái ơi! Sao? Là giờ là còn cô nói là còn bao nhiêu hộ nhỉ? 39 hộ. 39 hộ. 39 hộ là mất trắng này, để có danh sách này của huyện cập nhật, của tỉnh cập nhật ở đây rồi. À. Và trong cái đó có những người chạy đây, những danh sách của chết này. Là của cô nắm được hết. Bây giờ hiện tại tháng này là tìm được 2-3 người, ra tìm được 50 người. 50 người rồi hả cô? 50 người rồi. Còn nó là một phần chưa tìm thấy. Dạ. Rất là khó khăn. Thì hôm nay huy động tất cả mọi người được để tìm. Thì như ngày hôm qua thì con cũng có xuống dưới bệnh viện là con hỗ trợ cho những cái nạn nhân nằm ở dưới viện là một nạn nhân là 5 triệu rồi. Rồi ạ. À, thì ở, ngày hôm nay à? Hà Nội ạ? À? Dạ, con ở Bình Dương. Thế nhưng mà hỗ trợ là ở Hà Nội ạ? À? À, không, ở nơi chỗ trung tâm huyện Bảo Yên mình đây á, là tất cả những nạn nhân là ở trong làng nũ này hết. Vâng ạ. Dạ. Thì ở đó khoảng 8 người. Thì con muốn... 17 người con. Một phần đi Hà Bạch Mai, đến Lào Cai với Bạch Mai. Bạch Mai. Thì à, con cũng muốn là nhất là mong manh lắm, không biết là không được không. Bây giờ là hoại tử hết chân tay rồi. Hoại tử hết chân tay. Các là ba ca. Ba ca. Ba ca quá nặng luôn. À. Ba ca ở Hà Nội đấy. Yeah. Là cô là làm bên cái gì hả cô ha? Trưởng khu dân cư ở thôn làng nổ. À. Có trực tiếp quản lý ở đây luôn. Vâng. Điều hành coi như là các nhà từ thiện để cô lập danh sách. Bây giờ tỉnh huyện chỉ đạo cho cô là theo coi như đúng người, đúng đối tượng để đúng được rồi, hưởng. Đúng rồi. Coi như là đọc những danh sách này mà cô nắm bắt được những hộ nào là bị thiệt hại, hộ nào không có thì cô còn có những nhiều là nhiều người ở xã thôn khác người ta cứ vào đến nhà thì nhận người ta vào là mình không biết là mình phát là đâu. Cái đối tượng được hưởng thì không được, mà cái người không được đối tượng không được hưởng là cái đối tượng đó là vào là kiểu là té nét thu mưa ấy. Đây cũng chẳng có thông cảm đấy. Đó thì bọn con cũng muốn là coi như hỗ trợ đúng người đúng đấy, đối tượng. Đúng rồi, bọn con cũng thế. Bây giờ rốn lũ này là khổ quá khổ rồi. Dạ. Để coi như sau này để người ta có được đồng nào là tâm mưu sinh không. Dạ. Đấy. Là tất cả nạn nhân là đều đang ở đây hết bây hả con? Quanh đây ra ngoài hết. Bây giờ cái nhà này nhà điều hành. Nếu bây giờ cháu không có tiền thì nó sẽ ra ngoài ngoài sân. Dạ. Sau này cái nhà điều hành chỉ huy của tỉnh ở đây là nó cũng khó. Vâng vâng vâng. Giờ cô có thể là giúp con là gom lại 30 mấy hộ đó 39. Lại được không? Có, đây dạ. Tôi họ vừa ở đây mà. Vâng. Giờ cô giúp con cái vấn đề đó ha. Ra ngoài đây nhá. Dạ dạ dạ. Vâng thì giờ còn 39 hộ thì sẽ đưa ra phía ngoài đây thì thành trung sẽ phát cho 39 hộ dân mà bị thiệt hại nha cả nhà. Mà giờ là không rút được tiền. Không rút được tiền luôn cả nhà. Thì bây giờ là tổng ở đây là chỉ còn được là 40 triệu thì anh em sẽ chia đôi ra là mỗi người là 500 thôi. Thôi giờ đây này, giờ như thế này thì hai anh em thì mình chia ra là coi như mỗi kênh nhá là 39 triệu là mình chia đôi để phát cho bà con, rồi ví dụ như sau ví dụ như mình có quay lại để hỗ trợ tiếp bà con thì coi như cái lúc đó mình tính sau, cái lúc đó rút tiền được thì mình tính sau. Thì chắc chắn là anh em vẫn đang còn quay lại đây nha cả nhà. Thì giờ trước mắt á, là hai kênh của Thành Trung và kênh của Lực Tàng sẽ phát cho một hộ là 1 triệu đồng, là tổng cái danh sách mà những hộ mà còn sống sót á, là 39 hộ thì cũng đã có danh sách rồi ha. Thì đi ta di chuyển vào phía bên trong cầm máy anh cái Hoàng à. Hôm qua thì cũng có trao ở trong bệnh viện rồi nha cả nhà, nhưng mà tức là những người mà đang còn sống sót và nhà thì mất hết là 39 bữa trăm nhà. Hôm qua là mình chỉ trao cho bệnh nhân, ngày hôm nay thì mình trao thêm cho bên phía là các chủ hộ
là mất nhà mất cửa, thì số lượng tiền thì cũng không được bao nhiêu, mỗi nhà được có 1 triệu bạc thôi cả nhà. Như vậy là cũng động viên cái tinh thần thôi của anh Tâm nhiều, lá lành đùm lá. Thêm số tiền là 39. Để ta đây đi vô phép bên trong rồi đây. Đi em ơi. Thì thằng Trung cũng vô cái nơi chỗ nhà điều hành nhá. Hiện tại bây giờ là từ trên tỉnh xuống để điều hành tìm kiếm thi thể của những nạn nhân nữa cả nhà. Đâu rồi. Rồi giờ cô đọc cái danh sách giúp con ha, đọc cái danh sách giúp con cái. Đang đợi cái chị mà chị Thanh hỏi bí thư đây chị. Đây rồi, cái chị này là phụ trách ở thôn à. Thì bí thư cũng... bây giờ bí thư ta đang điều hành, bí thư xã có thông tin đâu? Thì trước mắt thì trước mắt thì cũng chia buồn với bà con của làng mình. Phải không? Dạ phải. Đúng rồi. Caramel của em. Thì giờ có hiện tại bây giờ là có hai kênh, kênh của em là kênh Thành Trung TV và kênh của Lực Tàng TV. Thì đáng lẽ ra là coi như kênh của em là cũng muốn hỗ trợ là một hộ là 1 triệu, nhưng mà giờ rút tiền mặt thì nó không có, thì coi như thôi hai kênh là coi như gộp lại là hỗ trợ là mỗi hộ là 1 triệu. Rồi có gì thì coi như anh em lại quay lại hỗ trợ tiếp bà con ha. Hôm qua bọn em cũng có hỗ trợ trong bệnh viện rồi. Rồi chị đọc danh sách hộ của em. Cầm văn bóng đi chôn người. Là người nhà ông Bóng. Là người nhà hả? Đi chôn rồi hả? Người nhà đi chôn rồi. Rồi cô nhận hộ ha. Cô cầm hộ ha. Ông giới. Gọi chú ý nghe đi, mệt lắm rồi. Voi ơi. Là chồng em hả? Chồng. Đây là chị em chơi với nhau. Đây là chúng tôi cùng thương ra để chắc là đi nhau này phụ bàn chứ nó còn ai lời để cô nhận được cô trao cho bạn nhá. Ông Voi. Ai chưa có thì con sẽ quay lại. Ai chưa có ở đây con sẽ quay lại con gặp trực tiếp con trong. Hình đấy. Ai chưa có thì để đây ta. Lê quả đứng cơ bọn ở đây rồi. Loạt luôn. Tiến. Tiến đây thì vào đi. Vào đi. Rồi chia buồn cùng gia đình anh ha. Dạ. Bò. Vinh. Dạ. Rồi chia buồn cùng gia đình chú. Lai. Phóng. Điến. Quân. Bôi. Sứ. Tiền. Duân. Đấy, nhanh nhẹn trong này xem nào. Chân. Chân. Sảnh đâu rồi? Trời, nó trong nhà nữa mà gọi không nghe luôn. Xanh. Chân. Chân cơ mà. Có sành đâu. Cứ từ từ bình tĩnh.
thì ai chưa có thì mình kêu lại lần nữa mà nhận được. Thành đâu? Lương. Nhà đó hai nhà đấy đi rồi. Chắc là đi rồi. Diêu. Nhớ. Rồi anh Nhâm nhà mày bây giờ chẳng lấy chờ ai đấy chưa? Nhâm. Nhâm. Chứ tên đúng không? Ban. Bây giờ từ vào phòng về xong về nhà sao có? Sao có hả con Giang đây? Có mà. Vương. Melly bên nhà nộ mà. Thì ở quần thang thang quay hay có đang hàn lá mà. Kinh. Kinh. Có thấy đây bật hết đấy ạ. Trung. Bạn đấy là nhà phường ấy nhá. Đây Thinh nhà, Thinh nhà Trung ở đây chưa lấy này. Đây Thinh đi. Nhưng mà Trung đâu? Chưa có tiền. À đây hả? Trời ơi, mình về. Rồi chia buồn cùng với bà con làng mình nha. Dựa. Thì thằng Trung cũng vừa phát hết 20 triệu. Nó đúng là thì cái thằng Dương vào đây, sáng, bảo tập trung vào đây đi. Ngày hôm nay á là đi rút tiền nhưng mà ở đây là không có cái ngân hàng của Vietcombank, là chỉ có ngân hàng của Agribank thôi cả nhà, nên là nhờ một em gái đi rút nhưng mà kiểu là trễ quá thì thành Trung di chuyển vào phía bên đây, thì thành Trung sẽ cái số tiền của cô chú anh chị gửi thành Trung á, thì thành Trung sẽ phát mỗi hộ là 1 triệu, là 39 hộ, thì thành Trung sẽ quay lại sau. Thì hôm nay thì có hai anh em thì coi như mình hùn lại để mình giúp đỡ bà con của ít lòng nhiều nha cả nhà. Thảo. Thảo đâu? Thảo. Đưa cho chị đưa được rồi nha. Ban. 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 Có chân độ, độ. Sơn. Sơn. Đâu không đâu? Nhà mình thiệt hại như thế nào hả chú? Mất nhà, mất cả hai mẹ con, nhà ba người thì mất hai, bị còn một, mỗi mình anh. Lúc đó anh đi đâu mà? Làm bên cái 10, làm bên cái 10, không ở nhà. Tôi hôm ấy là anh đi nhà anh trai lập búng ấy, là không nhà, nếu ở nhà thì xóa sổ cả nhà luôn. Lúc đó mình không có. Lúc đó ở nhà, thế là đến 8 giờ sáng mới về thì cái đầy hết này. Thì vợ con trôi hết cả nhà, không có gì. Cả nhà mình là giờ là còn bao nhiêu người? Mỗi mình anh rồi. Giờ còn mỗi mình. Nhà tuổi hết rồi, nhà nó rất cái bãi ông rộng trên kia. Giờ là thi thể người thân của mình đã tìm thấy hết chưa? Thấy rồi. Tìm thấy được hết cả con cả vợ, tìm thấy hết rồi. Cả nhà luôn. Giờ là mình hai con trâu tôi còn gì. Cả hai con trâu luôn. Lợn gà đi hết rồi, có nuôi gà ấy, lợn ấy cũng nhiều hết đây con, chết hết không còn cái nào. Thì ngày hôm nay thì bọn em đến đây thì có hai kênh của Lực Tàng TV và kênh của Thành Trung TV, thì cũng muốn là ủng hộ mỗi hộ gia đình ở đây là 1 triệu, là ví dụ hai kênh là 2 triệu, thì cái số tiền mà bọn em rút thì cũng chưa có đủ, thì bọn em sẽ quay lại ủng hộ tiếp những hộ gia đình mình ở đây ha. Cảm ơn các kênh chương trình giúp đỡ, cảm ơn. Vâng, thì bọn em cũng chia buồn cùng với anh, cũng mong sao là coi như những linh hồn sớm sẽ được siêu thoát, phù hộ cho anh có cái sức khỏe để tiếp tục sống để làm việc ha. Vâng.
Cảm ơn các kênh và các chú về giúp đỡ, rất cảm ơn. Dạ, dạ. Rồi, em chào anh. Quá là chỉ có giờ để trao tiền, hỗ trợ tiền mặt là thiết thực nhất này. Xong các thứ để giờ đi xe bé người ta cho vào thôi. Giờ nên xe tải to là xe bé thôi. Chắc được là không cho vào đâu. Đúng đối tượng, đúng mọi người, điểm này là dân rất phấn khởi. Dạ, nói chung là giờ thì cũng hỗ trợ được một phần nào thôi vì nó mất mát quá là lớn. Dạ. Có như tất cả các nhà hảo tâm đến đây là bà con phấn khởi lắm, mừng lắm. Nhất là chia sẻ, nhất là chia sẻ cái mất mát. Thứ hai là động viên cái tinh thần cho bà con. Thứ ba là địa phương cũng bớt được một phần nào gánh nặng để sau này để lo cho bà con. Sau này bà con tích góp lại bà con để xây dựng lại cuộc sống của họ. Báo cáo với các bác là như thế. Vâng, thì cũng mong sao là chính quyền địa phương tạo mọi cái điều kiện để cho những hội nhóm từ thiện họ vô họ tiếp cận được với những hộ gia đình bị thiệt hại á, thì họ có thể là mình ủng hộ bằng nhu yếu phẩm hoặc là ủng hộ bằng tiền mặt thì nó càng tốt ha. Địa phương với các ban ngành cũng tạo điều kiện cho các đoàn từ thiện để vào từ thiện cho bà con dân cư cộng hữu. Vâng. Cũng cảm ơn chị cũng đã hỗ trợ bọn em ha để hoàn thành những cái nhiệm vụ của Quỹ Mạnh Thường Quân giao phó. Dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân đã đến vùng lũ để coi như động viên cái lòng tương thân tương ái kịp thời đến bà con bị thiệt hại. Vâng, thì ở đây là đang còn 39 hộ đây cả nhà. Thì đang còn rất nhiều nạn nhân cũng chưa tìm thấy cái thi thể để về lo hậu sự. Thì Trần Trung cũng sẽ cập nhật cái thông tin đến với quý vị khán giả, quý Phật tử gần xa cùng nhà hảo tâm nắm bắt được cái tình hình ở khu làng Nũ nha cả nhà. Thì Trần Trung cũng xin tạm dừng cái video này ở đây, hẹn cả nhà mình vào những cái video tiếp theo của Trần Trung ha. Nhà nghèo ở đây.